đạo chế trong ô quang ám đạm minh thiện độ truyền nghiệp lực na năng giải thoát truyền giải tàn hoạn sơ về lộ trường phật lực dễ tái xin đức Phật Đà chỉ đạo cho hướng linh về cõi Phật thoát đường sanh tự lập phong ngưng lao đại chúng về quả cổ hướng linh về cầu đồng âm nhất tâm hồ niệm ma na mô a di đà.